Khi nước lũ quét qua và trôi ra các bãi đá thì người dân phát hiện có vàng cám nằm trong đất đá nên kéo nhau ra đãi vàng cám về bán. Do nương rẫy đã bị vùi lấp hết do mưa lũ, bà con thấy có vàng thì tranh thủ đi đãi về bán cho thương lái kiếm tiền qua ngày.